Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống. Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch ngày hôm nay, mọi hoạt động đã trở lại bình thường. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và thật nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, liên quan tới biến thể Omicron tại Việt Nam, mới đây Việt Nam đã phát hiện thêm 4 ca nhiễm biến chủng Omicron tại Hải Dương, Hải Phòng và Thanh Hóa. Tất cả đều là người trở về từ nước ngoài, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bộ Y tế cho biết cơ quan này đang chủ động bám sát diễn biến dịch COVID-19 do chủng mới Omicron gây ra. Đồng thời, thường xuyên trao đổi với tổ chức Y tế Thế giới WHO để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về biến chủng này. Bộ Y tế cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục đánh giá cấp độ dịch nhằm có các biện pháp hành chính và chuyên môn y tế phù hợp. Các giải pháp này nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình phức tạp của biến chủng Omicron trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với các độ dịch trên địa bàn, từng bước mở cửa hoạt động đi lại, giao thương, phục hồi sản xuất, đảm bảo đời sống dân sinh. Như vậy, tính đến nay, cả nước đã ghi nhận tổng cộng 24 ca mắc COVID-19 do biến chủng mới tại Hà Nội 1, Quảng Nam 14, thành phố Hồ Chí Minh 5, Hải Dương 1, Hải Phòng 1 và Thanh Hóa 2. Riêng bệnh nhân ở Hà Nội đã được xuất viện ngày 2 tháng 1. Bệnh nhân này không có triệu chứng lâm sàng, sinh hoạt bình thường. Năm trường hợp nhiễm Omicron ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ không có triệu chứng lâm sàng, nồng độ virus thấp và nhanh khỏi bệnh.